Phật dạy về ác khẩu và quả báo. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý, khiến lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh họa cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ắt sẽ xa lánh nguyền rủa, tiếng xấu còn lan truyền mãi về sau. Thế gian này lời nói thị phi còn độc hơn nọc rắn, sắc bén hơn gươm đao. Tuy không làm người ta máu chảy đầu rơi, nhưng tai ương hệ lụy thì kéo dài đến muôn kiếp. Theo lời Phật dạy về thị phi, muốn giữ được phúc đức, muốn nhận phúc báo thì phải học cách cảm tỉnh bản thân, chớ nên theo sự tốt xấu của mình mà luận bàn hay dở. Chúng ta có mặt trong kiếp sống này vừa là do nghiệp, vừa là bởi nghiệp. Nghiệp đẩy ta đi, nhưng nguyện giúp ta chọn nơi tốt nhất để đến. Cho nên chúng ta nguyện có những điều an lành đến với chúng ta. Chúng ta thường gặp những thiện duyên, được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta cũng nguyện và học để nói những lời tốt đẹp, làm sao để mình, để người được thanh thản, để nói lời hay ý đẹp, hoa nở xinh tươi. Cuộc đời nhỏ hẹp lắm, cũng chỉ là cái vòng luẩn quẩn của nhân và quả mà thôi. Cuộc đời cũng dài rộng lắm, miệng đẹp tâm tốt cần phải tu mỗi ngày. Đức Phật dạy rằng ác khẩu, hay còn gọi là ác ngữ, là một trong bốn điều bất thiện thuộc về lời nói: vọng ngữ, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Nó sẽ gây ra nhiều tác nhân cho con người trong cuộc sống sau khi nói ra. Đức Phật khuyên: chớ nói lời làm tổn thương người, ác khẩu ắt chiêu mời quả báo,